Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Đệ tử con Lê Thị Mỹ Nhung xin phép tam bảo về các ngài cho con được đọc tụng bài kệ trong phẩm tháng 12 trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp sổ hoàng sa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lệ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc tô hoặc vẽ đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. Trong 21 ngày lúc niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh kỷ Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đón trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xuất mắt. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục, ăn uống các ngộ cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sinh lòng ân trọng cự ngũ tăng, rượu thịt thề dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sinh, chim lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chim bao tấy rõ tôn dung huyền, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn dạng đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có hệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họ họa người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú giặc nguy, độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sống sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ách ta tuy sạch thường an sướng. Quảng Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành. Hương hoa y phục, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tự khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Con xin đi nghiệm đem công đức học thuộc bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh nơi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh nơi ba đường ác đạo đều có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có nhân duyên với Tam Bảo và ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Con xin cảm tạ ơn Tam Bảo. Ha ha ha,